xứ Lyria xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay có một số cặp xứ Thái ghép xin được giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Và con xin được chia sẻ thêm là con có cung cấp phân dơi nữa. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng á, là nó giúp cây của mình có bộ rễ khỏe nè. Và bộ lá dày xanh ít sâu bệnh, cây ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn ha. Và cách sử dụng của nó là ví dụ cỡ củ sứ vậy nè, mình cho nó khoảng một nắm tay, mình rắc chung quanh trên mặt tro rồi mình tưới nước từ từ, phân nó tan, cây mình hấp thu chất dinh dưỡng ha. Cây lớn thì mình tăng liều lên, hay cây nhỏ thì mình giảm lại ha. Mà nếu có phân này mình có bỏ lố tay thì cũng không có sợ nó bị thối cây. Dạ, con bán một túi vậy là 20.000 ha. Nếu mà mình cần xài số lượng nhiều hơn thì mình mua dạng ký ạ. Bên con có bán ký nữa. Dạ, con quay trở lại con bán cây sứ ha. Hôm nay con xếp cặp bán, đây là cặp số 1. Cặp số 1 là mình có cây Hot Girl với cây Yến Nhi chín. Cây Yến Nhi chín, hoa dạng cánh kép, màu tím sọc. Cây mình 4 bo ha. Cây này là được xả tàm một lần rồi nè, cắt bo một lần ha. Cắt bo để lên lại ra tựa nhiều hơn ha. Cây 4 bo. Cây này thì cũ nó khoảng 1,5 gang tay của mình ướm lại ha. Và qua đây là cây Hot Girl. Hot Girl là hoa dạng hai lớp, màu đỏ. Cây này là 4 bo ha. Củ của nó thì khoảng bằng cái lon sữa 400g. Cặp này là số 1, giá 220.000. Ở đây số 2. Số 2 là mình có cây Vân Huế 5 với lại cây đỏ cánh kép. Cây này đỏ cánh kép, hoa màu đỏ, dạng cánh kép, hoa to nữa ha. Cây này 6 bo. Cây mình đang cho nụ hết à. Giờ qua đây là cây Vân Huế 5. Vân Huế 5 là hoa màu hồng, dạng cánh kép có sọc ha. Cây của mình 4 bo. Cặp này màu hồng, màu đỏ. Cặp số 2, 220.000 ha. Qua đây số 3. Số 3 là mình có cây. Cây này là nó 3 giống. Rồi cây đây 2 giống nữa ha. Cây này nhiều giống. Cây này là có giống Candy. Candy là hoa dạng cánh kép màu vàng, cánh viền hồng và rồng vàng. Hoa dạng cánh kép màu vàng và đỏ cánh kép, là màu đỏ dạng cánh kép ha. Cây mình là 8 bo. Một cây mình được 3 giống luôn. Củ to khoảng 1,5 gang tay mình ướm lại. Và qua đây cây này 2 giống, Khôi Nguyên, hoa màu đỏ 3 lớp, kiều diễm, hoa màu hồng, có sọc, có viền. Cây này 5 bo. Cặp này số 3, 260.000. Qua đây là số 4. Số 4 là mình có cây màu tím với lại cây này 2 giống Vinh Hoa, kiều diễm. Cây này màu tím ha, hoa dạng cánh kép, màu tím than, cây 4 bo, đang cho nụ bằng đầu đũa hết ha. Củ của cây tím này thì nó tầm khoảng bằng cái lon sữa 900, lon sữa 400g ha. Giờ qua đây là cây này 2 giống nè, Vinh Hoa dạng cánh kép, trắng sọc, kiều diễm màu hồng, dạng cánh kép. Cây mình 4 bo. Củ to khoảng 1,5 gang tay con ướm lại. Cặp này số 4, 250.000. Ở đây số 5. Số 5 là mình có cây Long Thành với cây Hồng Bích. Cây này Hồng Bích ha. Hoa của nó dạng cánh kép, màu trắng, cánh viền hồng, cây 5 bo. Rồi qua đây là Long Thành 3 lớp màu đỏ. Cây Long Thành là nó được 6 bo. Cây này cái củ thì hơi nhỏ nhưng có cái bộ tàn thì đẹp ha. Tàn tựa xòe ra đều hết, nó phân tàn ra đều. Nhìn có bộ tàn tròn đều. Cái củ nó thì tầm khoảng bự hơn lon sữa ông thọ xíu ha. Củ nhỏ đổi lại có bộ tàn đẹp. Cặp này là số 5, 240.000. Và qua đây số 6. Số 6 là có cây Khôi Nguyên với cây Siêu Bông. Cây Siêu Bông này thì có cái sẹo đây ha. Có cái sẹo người ta chát keo nó lành rồi. Cặp này thì con bán giá mềm, mình mua về ngắm hoa chơi.
Cặp này có cây siêu bông, hoa màu đỏ, cây number, củ to khoảng bằng lon sữa 400g. Nó có cái sẹo nảy miếng ha. Và qua đây là cây kim lân, hoa dạng cánh kép màu đỏ, cây 4 bo. Cặp này số 6 giá 150.000. Và qua đây số 7. Số 7 là mình có cây T1 với lại cây Beauty. Cây này T1. T1 hoa dạng cánh kép đỏ, cánh có viền. Cái thằng T1 này thì hoa nó có màu hoa nó rất sáng màu ha. Nó có cái viền ở ngoài. Cây number. Tựa ra dài, củ to khoảng 1.5 tay mình ướm lại ạ. Đang cho nụ nè. Rồi qua đây Beauty. Hoa dạng cánh kép trắng sọc. Cây number. Cây này cũng cho nụ luôn, cặp này thì đang cho nụ đều ha. Cặp này số 7, 260.000. Rồi qua đây số 8. Số 8 mình có cái cây hàng sơn năm với cây lớp. Cây này lớp ha. Hoa hai lớp màu đỏ. Có sọc, cánh viền đen. Cây 4 bo. Mấy cái màu hồng hồng này là do chắc keo ha. Cái cây người ta tỉa mấy cái tược này ra rồi người ta chắc keo lại. Cây 4 bo ha. Cây lớp này cũng cho nụ nè. Và qua đây cây hàng sơn năm, hoa dạng cánh kép màu trắng. Giống hàng sơn này thì xiên hoa. Cây hàng sơn này 4 bo. Cặp này số 8, 250.000. Qua đây số 9. Số 9 có cây tường quang với candy. Cây này tường quang, hoa màu đỏ. Cây 5 bo. Đang cho nụ hết á. Và qua đây là cây candy. Candy hoa dạng cánh kép màu vàng, cánh viền hồng. Cây 6 bo. Cặp này số 9, 240.000. Giờ đây số 10. Số 10 là mình có cây ngọc khuê với lại cây ngọc diễm. Cây này ngọc diễm, hoa cánh đơn, đỏ sọc, cây 5 bo. Củ của cây ngọc diễm này thì nó to khoảng bằng lon sữa 400g ha. Và qua đây là cây ngọc khuê. Ngọc khuê là hoa của nó dạng cánh kép màu vàng có chấm đỏ ha. Cây 7 bo. Củ cây ngọc khuê này bằng cái lon sữa 900g. Nó nổi lên cái phần mặt trên này nè ha. Cặp này là số 10, 260. Và đây số 11. Số 11 là mình có cây Reti với cây D5. Cây này D5, hoa dạng cánh kép, cây 4 bo. Mấy cây D5 này được xả tàn một lần ha. Xả tàn ta cắt bo ghép một lần. Nó ra tượng quá tay luôn nè. Một cái bo cắt nó ra. Cây này D5 đang cho nụ. Và qua đây là Reti. Reti hoa dạng cánh kép màu vàng. Giống này có hương thơm nhẹ. Cây Reti này 7 bo. Cây này tựa ra dài xíu nữa. Mình chăm tựa ra dài xíu nữa là nhìn cây mình xum xuê luôn ha. Cặp này là số 11, 240.000. Reti D5. Giá bên tụi con là xếp hàng phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ạ. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Leza thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn ạ.